Em xin kính chào các bác nhé, xin chào cả nhà đang xem. Hôm nay thì đến phiên bán hàng mới, hôm nay em lại lên chia sẻ các bác những cái này thì em cũng chưa quay được video hoa lan nên là em tranh thủ một chút để lên live giới thiệu các bác nhà mình hai cây trà đỏ các bác nhé. Hai cây trà đỏ cung đình. Đó, hai cây trà đỏ cung đình rất là đẹp các bác ạ. Hoa đẹp lắm cả nhà ơi, đang có nụ có hoa như hình nhá. Đây các bác ngắm hai cây này giúp em này. Cây rất là to. Nói chung là cây này tán nó sâm nó rất là đẹp các bác nhé. Đó, đang có nụ hoa rất là nhiều như vậy các bác này, đang chuẩn bị nở hoa rồi. Nó chuẩn 100% là cái giống trà cổ của Việt Nam các bác nhé, trà cung đình, trà cổ của Việt Nam nhé. Hai cây này, đây cái cây này nổi bệ này. Cây này thì nó gốc nó nổi nó rất là đẹp. Đó, các bác về các bác sang cái chậu cái an lớn lên thì nó đẹp lắm. Nói chung là cái này ra hoa tết rất là đẹp các bác ạ, lung linh xuất sắc luôn đấy. Tán nó rất là tròn đều, hôm qua em cũng có làm video lên hai cây, thì hai cây hôm qua em cũng đã bán rồi. Này còn hai cây tiếp theo các bác nhé. Đấy, các bác toàn lấy một cặp về chơi Tết thôi. Nói chung là hai cây này các bác Tết các bác để cái trước cửa lối ra vào nhà mình rất là đẹp. Cái bông hoa nó to đẹp lắm cả nhà nhá. Tán nó sum nó đẹp lắm. Hai cây trà cổ của Việt Nam. Thì ở đây thì em sẽ chia sẻ là 650 cho một cây. 650.000 cho một cây. Đó. Còn bác nào mà mình mua từ hai cây. Hai cây là 1.3 triệu rồi, nhưng mà nếu mà mua một cặp hai cây luôn thì em để cho với giá bằng 1.2 triệu nhé, thế cho thoải mái nhé. Nếu bác nào mà lấy luôn một cặp hai cây như này là 1.200.000, ok chưa? Cây to đẹp nhé. Và nói thật sự các bác là cây này, dòng này dòng trà cổ em bảo hành giống trà cổ 100% nhé. Đây là trà đỏ cung đình chứ nó không phải là cái giống trà của Tàu đâu. Đấy, các bác nhìn cái cây trà Tàu nó khác hoàn toàn luôn nhá, chứ không phải là nó không được như này đâu. Đây là cây trà cổ nên là năm nào nó cũng sẽ ra hoa, trà của Việt Nam năm nào nó cũng sẽ ra hoa và cây nó sẽ rất là đẹp và rất là khỏe. Còn nếu mà như trà Tàu các bác chơi cũng chỉ được một vụ hoa thôi, còn đâu là nó sẽ hoặc là nó sẽ rụng hết nụ, nó không được nở hoa, nó đã rụng nụ rồi, hoặc là những năm sau nó cũng không sẽ không ra hoa đâu. Đấy, bác nào mà mình sưu tầm thì mình liên hệ cho em gái để mua hàng nhé, số điện thoại bên em con sẽ để trên màn like cho các bác mua hàng. Em xin chào cả nhà nhé, xin kính chúc các bác có một buổi xem live vui vẻ. Đó, trà mi cổ của Việt Nam 650k cho một cây, nếu mua từ hai cây thì em bao ship. Mỗi cây đẹp một vẻ. Hai cây này thì cây này tán nó sum, cảm giác nó tròn hơn một chút này. Nhưng cái cây bên này nó được cái bộ gốc nó nổi này. Cây bên này tán cũng rất là tròn đều như nó được cái bộ gốc nó nổi. Đó. Em xin chào các bác nhé.